Chiều ngày 2 tháng 2, đoàn công tác quyện ủy Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam quyện An Phú do đồng chí Cô Công Thức, Bí thư quyện ủy An Phú làm trưởng đoàn cùng chính quyền địa phương xã Khánh An đã đến thăm tặng quà và chúc mừng năm mới các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã. Tại mỗi nơi đến, Bí thư quyện ủy An Phú Ngô Công Thức đã thông tin nhanh về những thành tựu của quyện An Phú đạt được trong năm qua đồng thời gửi lời cảm ơn và ghi nhận những đóng góp của các tôn giáo trong xây dựng quê hương, chăm lo cho người nghèo, tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, vận động bà con Phật tử tín đồ chung sức chung lòng cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch Covid-19. Bí thư Quyện ủy An Phú đã trao tặng mỗi nơi đến một phần quà và gửi lời thăm hỏi chúc sức khỏe đến toàn thể chức sắc, chức việc, tăng ni Phật tử, các tôn giáo và bà con tín đồ xã Khánh An, đón một mùa xuân mới vui tươi đầm ấm và hạnh phúc. Mong muốn các vị chức sắc, chức việc, ban quý tế đình thần tiếp tục vận động bà con sống tốt đời đẹp đạo đồng thời thực hiện nghiêm thông điệp 5K trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương, góp phần vào sự phát triển chung của quyền nhà. Đại diện các cơ sở thờ tự trên địa bàn xã Khánh An cũng gửi lời cảm ơn sâu so sắc trước sự quan tâm của lãnh đạo quyền ủy An Phú và hứa sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, tích cực vận động bà con chấp hành nghiêm chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là thực hiện nghiêm các nguyên tắc phòng chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.